Người mẹ lái xe thúc thúc nuôi cả gia đình ở Lebanon. Hala Mohamed Al-Yaman lái chiếc xe thúc thúc của mình quanh thành phố Sidon, miền nam Lebanon. Đây là ngày mà cô làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Yaman đã mua chiếc xe ba bánh của mình cách đây vài tháng sau khi được con gái động viên. Bà mẹ ba con người Lebanon đang ngồi trong ngôi nhà được bao quanh bởi các con chia sẻ. Tôi đã bán số vàng của mình để mua chiếc xe bởi vì tôi không có đủ tiền mua nó nên tôi đành phải bán. Cô và người chồng của mình đã ly hôn, Yaman trở thành trụ cột chính của gia đình. Trong khi con gái cô giúp việc nhà và con trai cô đôi khi cũng đóng góp vào thu nhập, Yaman phải chu cấp hầu hết các chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả ở khu vực này đang leo thang, cộng với khủng hoảng kinh tế. Các khách hàng của cô cho biết họ rất vui khi có phương tiện giao thông hợp túi tiền và họ cảm thấy an toàn với một phụ nữ lái xe. Hai người đi xe của cô cho biết họ đã tiết kiệm được khoảng 1/3 phí taxi ô tô và họ nói rằng họ thích ý tưởng về taxi tút tút với tình hình hiện tại của đất nước. Tài xế xe tút tút tích lũy theo giá nhiên liệu hiện hàng ngày, vốn từng được giữ ở mức hợp lý đối với người dân Lebanon do trợ cấp, nhưng giá của nó tăng vọt lên hơn 20 lần kể từ khi nền kinh tế Lebanon bắt đầu đi xuống vào năm 2019. Do đó đã dẫn đến tình hình một làn sóng người lái xe tút tút trên các con đường xung quanh Lebanon đi tìm kiếm các công việc khác thay thế hợp lý hơn trong bối cảnh điều kiện tài chính khắc nghiệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Trung thành rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian đón xem. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bản tin thế giới ngày mai.